Ngày 21 tháng 9, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài bẫy lừa tuyển lao động nhàn nhãn trên mạng, phản ánh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ an ninh Việt An ở số 89A, đường số 12, phường Tam Bình, quận Thủ Đức có dấu hiệu lừa người lao động. Ngay sau đó, chúng tôi đã nhận được hàng trăm bình luận rất bức xúc từ độc giả gửi về. Trong số đó, nhiều bình luận yêu cầu làm rõ về hoạt động ngang nhiên của công ty này. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ an ninh Việt An có hành vi mạo danh các siêu thị như Co-op Food, Ministop, Family Mart, Circle K, Lotte Cinema tuyển người để lấy tiền thế chân người xin việc. Và trong ngày 21 tháng 9, chúng tôi vào lại các trang tuyển dụng như Co-op Food tuyển dụng, Ministop tuyển dụng, Circle K tuyển dụng, Family Mart, rạp chiếu phim Lotte Cinema thì các trang này đều đã khóa. Sau khi Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải, công an phường phối hợp với ủy ban đã đến làm việc với công ty, yêu cầu phải dán các thông báo hướng dẫn, cảnh báo cho người đến phỏng vấn phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ký và phải nêu rõ các điều khoản trong hợp đồng, các cam kết phải rõ ràng. Ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 21 tháng 9, cổng công ty treo thêm tấm bảng kích thước lớn với nội dung tuyển dụng bảo vệ và cung cấp dịch vụ bảo vệ mà trước đây không có. Ở khu vực trước cổng công ty, hàng chục bạn trẻ đến đợi phỏng vấn xin việc và đòi lại tiền. Trên chỗ em đến tìm việc làm ở Sài Gòn. Đấy, thì nó đăng hết tin vào đây này. Rất nhiều tin tức của Sài Gòn tìm ai tìm việc làm thì sẽ vào đây. Đến cái địa chỉ là đường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương này. Đấy, phòng nhân sự này. Mình đến đó thì sao? Đến đấy thì điện thoại nó không nghe máy, cả buổi sáng không nghe máy vậy. Rồi sau đến lúc nó nghe máy xong nó đưa cho số điện người khác. Điện cho ông đấy thì ông đấy ông bảo tôi là công là cái gì mà gọi là an ninh của nhà nước. Tôi chỉ tuyển đúng một người thôi. Bạn đến đấy là sai rồi, nhưng mà chỗ ăn chỗ ở không có. Lương không phải như vậy. Nhưng mà còn phải là hồ sơ giấy đủ thứ lằng nhằng thì tôi không đáp ứng được. Nhưng mà trên này người ta yêu bọn này nó chỉ có bảo là chỉ có chứng minh thư là đi làm thôi. Đấy, rất chi là lằng nhằng. Đó thì nó bảo nếu không có việc làm thì để em sắp xếp công ăn việc làm khác cho anh. Sắp xếp xong cái đi đến nhà bè bảo anh đi xuống nhà bè làm. Tháng làm 24 tháng 10 triệu, chỗ ăn chỗ ở nuôi. Bây giờ không có. Rồi sau là đến đấy tôi đến 3 ngày ở dưới đấy làm thì không có chỗ ở, tắm không có. Làm không có. Làm thì làm 24/24 luôn. Chỉ ngồi như cái bốt nhỏ nhỏ của bảo vệ đấy. Nó bảo là giám sát công trình. Dạ em thấy ở trên Facebook có cái group phòng làm việc cho sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh á. Rồi em thấy người ta có bình luận là đi ra đây họ đưa ra cái mức lương cũng cao, tại vì cũng 20-30 ngàn một giờ. Nhưng mà họ lại bắt em đóng phải 80-60 ngàn. Tiền đó là tiền gì? Họ nói tiền gì? Dạ tiền đồng phục với tiền chi phí rồi tiền để giữ chỗ việc làm. Sao mình có đóng không? Dạ không, lúc đầu là em thấy tự nhiên cái đóng tiền đó em thấy vậy em không có đóng, cái em chỉ đưa ra 50 ngàn rồi em đi ra thôi ạ. Thì nó nói là nó tuyển vào Lotte thì làm vị trí nào? Dạ ở ngoài phục vụ bán bắp bán nước rồi bán vé đồ á. Liên hệ với chính quyền vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình cho biết các thông tin liên quan đến điểm tuyển dụng này đã được công an phường nắm. Trong khi đó, công an phường Tam Bình thông tin công ty thuê trụ sở vào đầu tháng 8 năm 2020 nhưng thiếu một số giấy tờ như giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nên bị xử phạt và bị yêu cầu đóng cửa. Đến ngày 12 tháng 8, công ty cung cấp đầy đủ các giấy tờ thì được phép hoạt động. Cũng theo công an, công ty này chuyển từ huyện Bình Chánh về. Qua kiểm tra, công an phát hiện các hợp đồng của công ty có một số điểm không rõ ràng và yêu cầu cam kết khắc phục ghi rõ để người dân được biết. Các trường hợp người dân không được sắp xếp các công việc đúng theo thỏa thuận sẽ được hoàn tiền. Theo giấy phép kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn An ninh Việt An đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là bảo vệ, nhưng trong phụ lục còn đi kèm lĩnh vực cung ứng, môi giới, tuyển dụng lao động tạm thời và núp bóng giấy phép này để hoạt động. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.